Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của Thông Điệp Vàng nhé. Đầu tiên thì cho Thông Điệp Vàng xin được gửi lời chúc đến tất cả mọi người sang một năm mới là mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Ngày hôm nay thì em có một cái chuyến khách đi từ nhà xuống đến đây là khu vực Chùa Hương mọi người ạ. Khách đi Chùa Hương thì em vừa lái xe đến đây thì bây giờ em đỗ xe, gửi xe ở đây để cùng với khách đi tham quan chỗ Chùa Hương ấy, thì mọi người cùng theo dõi cái video clip này đồng hành cùng với em đi tham quan cái khu thắng cảnh Chùa Hương nhé. Xe thì em đỗ ở cái bãi gửi xe này mọi người ạ. Lúc này thì em bắt đầu đi cùng với lại khách của em ấy đi xuống dưới bến tàu này mọi người này. Dòng sông này là đều là những cái con đò để phục vụ các du khách đi đến Chùa Hương ấy mọi người ạ. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên em đến Chùa Hương đây. Vào trong đường trình trong này thắp hương xong và bây giờ lại tiếp tục đi xuống đò để đi về phía đằng ngoài đằng này. Ôi xuống ngã này. Sang. Nếu như đi thuyền mà ai mà không giữ được thăng bằng thì cái cảm giác nó bồng bềnh như mọi người ạ. Cho nên là khi mà mình đứng trên thuyền như này thì mình đứng nó vững mà không sợ bị lật. Đây phía sau này là hai người khách mà đi xe với em mọi người ạ. Ruột luôn đấy. Cho đến lòng luôn. Khách ruột. Anh nhau đúng không? Thua đây anh nhau. Đây là lần đầu tiên mà em đưa khách đến đây để cho chị em ngồi. Chùa Hương. Ông anh ấy anh còn đứng.
qua những cái bậc thang ở phía dưới chân núi thì bây giờ lên đến trên cái sảnh của cái khu tòa nhà này để mua vé cáp treo mọi người ạ. Đây đứng ở trên cái sảnh này nhìn cái phía dưới này là những cái dãy núi này, em quay cho mọi người xem nhé. Đây là chỗ khu kiểm soát vé để vào cáp treo mọi người ạ. Sau khi mà đưa vé cho bảo vệ xong thì là đi theo những cái lối đường hình rích rác này. Đây, nhanh mà. Đang tới nơi rồi mà. Đây thôi, quay thôi, bảo họ quay lại đi, đi nhanh vậy á. Nhanh mà. Đi tiền xong này, xong này, xuống này. Thôi anh ngồi xuống đi, khổ quá nữa. Chưa bao giờ có những cái cảnh quay đẹp như này đâu. Nếu mà thực sự mình phải có tiền mua Leica mình mới quay được trên cao như này. Đây quay này khác gì quay máy bằng máy bay đâu, Leica đâu. Phải tận dụng cái cơ hội cảnh đẹp thế này mà quay chứ. Bên này đẹp hơn này. Tới nơi rồi đây. Nhanh nhở. Chỗ nào đến nơi đi chậm thế. Kia nên cái chục kia đến nơi kìa. Phanh nào ơi. Chả phanh sao. Đây là người ta bán hàng hết đúng không? Nhưng mà em sợ tí xuống sâu lắm, không chắc anh đi được anh Hồng ạ. Okay. Không đi xuống dễ hơn. Xuống nó dễ hơn đi. Không đi lên đi xuống thì nó nhàn không thôi mà. Chuẩn bị đồ. Nó không có sức nhiều. Chân bọn em không khỏe thì không ra. Yeah. Chỉ sợ nó nào là cửa. Chỉ sợ nó nào cửa. Phanh hơi đấy, phanh hơi đấy. Mày tính à? Đi đi máy bay nhỉ? Quá đi. Nhanh nhanh nó lại đưa mình xuống đấy. Nhanh nhanh nó đưa mình xuống thật đấy. Nó lại đưa mình xuống. Không nhanh là nó đưa mình xuống đấy. Đi cáp treo sau đó là em có xuống cáp thì em đi vào đến đây gọi là động Hương Tích mọi người. Thì cái động Hương Tích này là được tạo bằng cái núi đá tự nhiên hoàn toàn bằng đá vôi mọi người. Ở đây thì cái mật độ du khách đến chùa Hương này trên cái động Hương Tích này rất là đông. Thank you.
em cùng với lại khách đi tham quan cảnh chùa Hương xong ấy, thì bây giờ em đang lái xe để đưa khách về nhà mọi người ạ. Bây giờ là em đang lái xe trên tuyến đường Phạm Hùng rồi, đi thẳng qua hết đường Phạm Hùng lên đến tuyến đường Phạm Văn Đồng, sau đó là lên trên cầu Thăng Long ấy mọi người ạ. Lúc này là đang là 19 giờ. Bây giờ thì em đang bắt đầu lái xe trên cầu Thăng Long rồi mọi người ạ. Đi xe này là về tận Lý à? Đâu không phải. Không phải. À. 53. 64 nữa. 93 cơ mà. 93 mới lại 64. 64. Mọi người ơi, đây là cái đoạn đường Thăng Long Nội Bài nhá, thì đi khoảng hơn 1 km nữa về phía trước kia nó là cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ Phú Cường mọi người ạ. Thì tại cái chỗ ngã tư Phú Cường này ấy, là có một chốt công an đứng ở đó, là thường bắt lỗi của xe máy, là khi mà chúng ta đi xe máy ấy, mà chúng ta muốn chuyển hướng rẽ trái để sang cái hướng đường đi Phúc Yên kia, thì khi đến gần đến ngã tư là mọi người phải xi nhan và rẽ sang cái làn bên trái trong cùng ấy mọi người ạ. Đấy là khi mà mình rẽ trái là mình phải xi nhan để rẽ sang cái làn đường bên trái trong cùng này, để tránh cái trường hợp mà bị công an bắt nhá. Còn nếu mà mình đi thẳng ấy, thì mình phải đi ra làn giữa, và ô tô cũng tương tự như thế. Ví dụ như em đang muốn rẽ trái để đi sang cái hướng đường Phúc Yên này thì em phải đi vào cái làn trong cùng bên trái này. Đấy, theo cái vạch kẻ đường này có cái mũi tên sang bên trái đây này. Đấy, sau cái đít xe khách này có một cái mũi tên rẽ bên trái thì mình phải đi vào cái làn bên trong này để rẽ trái mọi người ạ. Vì ở cái đoạn ngã tư này là công an nó có chốt ở đây, nó hay bắt những cái lỗi như vậy, là nhiều những anh em lái xe mới mà đến cái đoạn đường này không chú ý là hay bị mắc những cái lỗi đấy lắm nhá. Sau khi mà mình đã cho xi nhan rẽ trái thì mình ra đến tâm của đường giao nhau thì lúc đó mình rẽ vào bên trái như thế này. Vừa nãy thì em đã chở khách về đến nhà rồi mọi người ạ. Thì em vừa chở khách xong thì bây giờ em đang trên đường lái xe để về nhà. Thì cái video này em xin được kết thúc tại đây nhé. Chào và tạm biệt mọi người.